Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Doanh Sinh vừa tổ chức khai trương hồ bơi tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi giải trí của du khách. Hồ bơi được thiết kế và xây dựng hiện đại với diện tích khoảng 2.000 m2, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn theo quy định, với nhiều bể bơi khác nhau dành cho người lớn và trẻ em. Hồ bơi tận dụng nguồn nước tự nhiên tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, gắn kết hài hòa với cảnh vật thiên nhiên. Đây là sản phẩm du lịch mới, tạo điều kiện cho du khách có thêm lựa chọn khi đến với khu du lịch. Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng với sự tạo điều kiện của các cấp các ngành, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động có nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả, đồng thời nhạy bén tạo thêm các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách du lịch.